Nhà đất Bảo Hoàng xin chào quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, quay trở lại với một sản phẩm mới trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán nhận ký gửi nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Và trước khi video buổi chiều hôm nay đến từ kênh được Nhà đất Bảo Hoàng chia sẻ những thông tin hình ảnh đi kèm, thì quý anh chị khách hàng vui lòng bấm nút đăng ký kênh, nút thông báo hình quả chuông để tiện theo dõi lại video này cũng như đón xem những sản phẩm mới được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng mỗi ngày. Vâng, buổi trưa hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trên trục đường DT743 gần với vòng xoay An Phú, để cùng review và chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà mặt tiền trên một trong một khu dân cư an ninh yên tĩnh, đồng bộ về thiết kế và trục đường cực lớn phía trước mặt tiền của nhà mình với hệ thống cây xanh. Quang cảnh ở đây rất là tuyệt vời, phù hợp với quý khách hàng đang có người lớn tuổi hoặc là gia đình muốn có một căn nhà trong một khu an ninh yên tĩnh để an cư lạc nghiệp, thì đây sẽ là một căn nhà mà quý khách hàng nên ghé xem cũng như tham khảo và thương thảo mức giá để có thể lựa chọn cho mình được căn nhà tuyệt vời. Vâng, với trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình là trục đường ngang 6m, hành lang mỗi bên là 2m với cây xanh, điện nước đạt chuẩn một khu dân cư hạng sang cao cấp. Vâng, tại vị trí ở đây thì các nhà chúng ta cách trục đường DT743 khoảng tầm 50m. Vâng, rất gần để gia đình chúng ta có thể lui tới những trục đường lớn trong khu vực như là trục đường DT743, cũng như là về lại với đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vòng xoay An Phú, ngã tư 550 cũng rất là gần, trong bằng khoảng cách 5km đổ lại mà thôi. Vâng, và bây giờ thì Hoàng sẽ mời mọi người cùng vào bên trong để chúng ta cùng khảo sát tổng thể về căn nhà của mình. Vâng, với thiết kế một trệt một lầu với 3 phòng ngủ, một phòng ngủ ở tầng trệt, 2 phòng ngủ ở tầng lầu và một phòng thờ ban công ở phía trước. Với chiều ngang là 4m và chiều sâu là 18m, tổng diện tích là 72m2, hướng nhà là hướng nam. Hướng nhà rất là mát mẻ, và ngay lúc này thì khoảng tầm 12 giờ 15 phút thì Hoàng đang quay video này để gửi tới quý vị, thì không gian bên trong, cảnh vật bên ngoài rất là hài hòa và rất là mát mẻ cho cái hướng nhà của mình, đó là hướng nhà hướng nam. Vâng, tại vị trí phòng tầng trệt chúng ta sẽ có một phòng khách phía trước như thế này, với những bức tranh hai bên tường được dán, được trang trí rất là đẹp, kèm theo đó là cái phong chủ đạo, đó là màu giấy dán tường màu hồ vàng với các cái họa tiết hoa văn, đường chỉ khá là đẹp. Vâng, chúng ta đang hiện diện trong không gian của phòng bếp nhà mình với bộ tủ gỗ, với bộ tủ bếp hình chữ L, bộ bàn ăn, và không gian cũng rất là rộng rãi. Và như hồi nãy chia sẻ, form chủ đạo tại tầng trệt đó là form đến từ màu giấy dán tường màu vàng với các họa tiết hoa văn sang trọng hài hòa. Và đặc biệt với quý vị khách hàng đang có các bậc phụ huynh, những người lớn tuổi không tiện di chuyển lên tầng cao, thì với căn nhà này gia chủ đã thiết kế một căn phòng ngủ tại tầng trệt để cho quý phụ huynh, những người lớn tuổi có thể ngủ nghỉ trong căn phòng tại tầng trệt này khá là thuận tiện. Và sẽ có một phòng vệ sinh được thiết kế ở phía sau lối tầng trệt của nhà mình. Và không thể thiếu một hệ thống giếng trời nối liền giữa hai tầng lầu.
Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại một lần nữa với hình ảnh tầng trệt của nhà mình với khu vực phòng bếp, phòng khách và một phòng ngủ ở tầng trệt. Vâng, còn bây giờ thì Hoàng sẽ dẫn mọi người ghé tham quan những phòng chức năng tiếp theo tại tầng lầu tiếp theo qua lối cầu thang, được thiết kế tay vịn bằng gỗ, hành lang bảo vệ là kính cường lực và được thiết kế một bên là được xây dựng theo hình zig zag để quý vị có thể bỏ những cái chậu hoa, bình rượu trang trí cho không gian phòng khách lối cầu thang được sinh động và sang trọng hơn. Vâng, với mức giá chỉ có 3 tỷ, quý vị khách hàng đã sở hữu một căn nhà trong một khu dân cư đường rộng, an ninh yên tĩnh, giao nhau với trục đường DT743 thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một vị trí rất là trung tâm, rất là đặc biệt với cửa ngõ thành phố Thuận An, thành phố Dị An, thành phố Biên Hòa trên trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, trục đường DT743 với những trung tâm tiện ích như là cách chợ 200m, cách đường DT743 là 50m, cách vòng xoay An Phú khoảng tầm 1 cây số và nhiều tiện ích khác như là chợ, trường học cấp 1, cấp 2, trung tâm y tế, bệnh viện cũng rất gần với căn nhà của chúng ta. Vâng, và đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 của nhà mình. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Và khu vực phòng giặt, phòng vệ sinh, công viên phía sau cũng rất là đẹp thưa quý vị, rất là rộng rãi với hệ thống giếng trời đón ánh sáng không khí từ bên trên xuống các tầng lầu và không gian thì cũng rất là rộng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phòng thờ, phòng chức năng cuối cùng tại tầng 1 này. Và đây là khu vực không gian dành cho phòng thờ của nhà mình. Còn đây là ban công phía trước phòng thờ. Vâng, và một lần nữa thì Bảo Hoàng xin được thống kê lại những thông tin cơ bản về căn nhà phố buổi trưa hôm nay đến từ Cân. Một căn nhà với thiết kế một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ với trục đường rộng phía trước mặt tiền của nhà mình với chiều ngang là 4m, chiều sâu là 18, tổng diện tích là 72m2. Hiện hữu tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và mức giá chỉ có 3 tỷ. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Vì vậy quý vị khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một căn nhà phố như thế này thì hãy liên hệ với nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan và sở hữu ngay căn nhà này. Hoặc như quý vị khách hàng đang có nhu cầu muốn mua những lô đất, những căn nhà ở những phường thuộc thành phố Thuận An, thành phố Dị An hay là thành phố Thủ Đức thì hãy gọi cho Bảo Hoàng để đến tham quan, hoặc nhân viên Bảo Hoàng có thể gửi những sản phẩm phù hợp đến cho quý vị khách hàng. Một lần nữa Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.